Thưa quý vị, với tinh thần xung kích, không ngại khó khăn, gian khổ của các bạn đoàn viên thanh niên Châu Đức nói riêng, tuổi trẻ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, chung tay cùng với chính quyền nhân dân kiểm soát được tình hình dịch trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19, từng bước đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới. Phóng viên chương trình đã có cuộc phỏng vấn anh Lê Thiên Quang, Phó Bí thư huyện đoàn Châu Đức về định hướng hoạt động đoàn và phong trào thanh niên của huyện. Mời quý vị cùng theo dõi. Chào anh ạ, xin cảm ơn anh đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Thưa anh, hiện tại thì tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện Châu Đức nói riêng về cơ bản đã được kiểm soát. Để các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên thực hiện hiệu quả, thiết thực, phù hợp với tình hình mới, huyện đoàn đã chỉ đạo đến các cơ sở đoàn cụ thể ra sao? Để thực hiện cái hiệu quả cái chương trình công tác đoàn trong thời gian qua thì Ban Thường vụ huyện đoàn cùng với các cơ sở đoàn đã đổi mới nhiều hoạt động. Thì trong đó thì có các cái nội dung liên quan đến các hoạt động phong trào thì huyện đoàn và các cơ sở đều thực hiện bằng cái hình thức trực tuyến. Bên cạnh đó thì một số cái nội dung hoạt động ra quân thì cái số lượng đoàn viên tham gia cũng phù hợp với lại cái tình hình dịch bệnh theo yêu cầu của cái công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương. Các xã thị trấn cũng đã hầu hết thì cũng đã thực hiện tốt những cái yêu cầu nhiệm vụ đã đề ra ngay từ đầu năm. Các cơ sở đoàn cũng đã áp dụng nhiều cái hình thức đổi mới các cái phương pháp tổ chức các hoạt động đoàn để đảm bảo được cái công tác phòng chống dịch cũng như là thực hiện có hiệu quả cái chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên đã đề ra ngay từ đầu năm. Vậy thì đến thời điểm này, các cơ sở đoàn trong huyện đã lên kế hoạch cho các hoạt động cụ thể nhưng phải phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương như thế nào thưa anh? Hiện tại thì các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện cũng đã tích cực phối hợp với các ngành đoàn thể để tuyên truyền vận động bà con nhân dân tham gia cái công tác tiêm ngừa vaccine trên diện rộng. Qua đó thì để nâng cao cái hiệu quả trong cái công tác phòng chống dịch trong thời buổi hiện nay, vaccine sớm nhất là vaccine hiệu quả nhất. Xin cảm ơn anh. Xin được cảm ơn phóng viên Quốc Thái và những chia sẻ vừa rồi của anh Lê Thiên Quang, Phó Bí thư huyện đoàn Châu Đức. Thưa quý vị, tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Châu Đức đã góp phần cùng huyện nhà vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 thời gian qua. Tới đây, tuổi trẻ Châu Đức sẽ tiếp tục chung tay cùng mọi người vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới. Tổ chức đoàn sẽ có thêm nhiều phong trào phần việc mang tính thiết thực để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân địa phương.